Nhìn đang thế. Cái mày thôi thì bạn nó quái cái lông mắng rồi lột cho lông mắng luôn. Xôi. Xôi ra. Đi đời trong phòng mưa phụ. Ngay thứ bảy em đi học thế mà em hả? Ừ, lại để em đi học. Họ đi ra. Họ làm gì? Chắc là thông tin. Cảm giác là tình trạng nó nhiều dữ sợ lắm. Rửa mặt anh Việt. Ừ. Nám phải không? Ừ. Đằng trên cái chấm tóc á, cái này nhiều lắm. Nhiều mà chút mùn nữa. Cảm ơn anh hả? Không, nó. Phải nó... Tỏ lắm. Mừng lắm.